Câu cá ngày giỗ tổ sẽ có những đặc biệt gì khác với những ngày câu cá bình thường nha các bạn? Thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay nha. Đây, mình vừa tới bãi câu thì mình cũng mới cái buồng đồ đạc ra. Hôm nay có sự xuất hiện của con cháu mình nha các bạn. Cháu mình tuy mặt nó hơi dài nhưng mà nó cháu mình á. Chào mọi người. Úp đi theo. Hãy ủng hộ kênh Tú Tìm Tòi nha mọi người. Hôm nay nó nghỉ dậy nên nó đi theo mình nha bạn. Hôm nay là ngày đi giỗ tổ. Giỗ tổ. Ăn giỗ. Hôm nay tính là ngày ăn giỗ trên toàn quốc nha bạn. Đây là giỗ ông tổ Hùng Vương nên là ai cũng ăn giỗ hết. Còn riêng anh em bọn mình là ăn giỗ ngoài điểm câu. Thì hôm nay có nhiều cái sự chuẩn bị cho ngày đám giỗ nó sẽ được xung xê hơn. Thì mình chuẩn bị đây là bánh mì để ở trên trưa nè. Bên đây là có chuẩn bị mình tôm, nướng, bò. Cái này là mình làm sẵn rồi, chỉ còn tí nữa mình bỏ ra bếp mình nướng thôi. Đây. Tráng miệng dưa hấu, nước ngọt rồi, ba, dùng thứ. Còn bây giờ chỉ còn trông chờ vào cá mắm nữa là mình sẽ có bữa giỗ tại điểm câu một cách hấp dẫn nha. Thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đến hết video ngày hôm nay nha. Hôm nay thì trời nó khá là gió nên tiếng nói của mình nó bị ồn á, thì mong mọi người thông cảm nha. Với lại con cái nữa là hôm nay sóng nó to thì câu cá cũng vậy, hơi khó khăn đấy. Hôm nay là sóng nó ở cái đập khá lớn như vậy, câu thì hơi bị khó khăn đấy. Nước im thì câu ngon hơn. Thì vọng nhân lớn nhất là dồn vào mấy cái lưng xe. Bây giờ mình sẽ ra mấy cái cần cũng như là mình ra đồ cái khu vực này nha. Hôm nay mình không có câu nha bạn. Hôm nay mình chỉ đóng vai trò là quay phim thôi. Tại vì nhiều việc nữa nên câu nữa là không có ai làm hết. Hôm nay mình vừa quay phim, mình vừa là đầu bếp nha. Đang cháu mình ức câu á, mình nhường cần của mình cho nó câu luôn. Trong thằng Thái cũng chuyên nghiệp phết đó nha. Ôi, đi câu mà giống như đi cắm trại không? Đồ đạc quá trời. Thì mình đây vừa ra một cái cần lăng xê, mình câu một cần thôi. Hai ba cần lâm thứ. Thằng bạn mình cũng ra hai cái cần lăng xê. Đây, rồi nó cũng câu một cái cần tây. Hôm nay là khỏi có bung dù gì hết luôn, tại vì ngay chỗ đây này nó có cái bóng cây cây keo á, nắng từ kia hướng sáng buổi sáng thôi, nắng từ hướng đông ấy, nó rồi qua đây nó có cái mấy cây keo này nó mát lắm. Nên không có bung dù. Cái dù như đây là mình cũng gió dữ, mình có mấy chỗ như thế này này đỡ phải bung đồ rồi nhiều. Câu đẹp. Bây giờ là con gì vậy? Một con chút. Sai hai ngón tay vậy? Sai ngón rự. Sai ngón rự đi. Một ngón rự. Một ngón rự kìa.
lên con cá thứ hai nha bạn. Đây con cá thứ hai này bạn. Đây. Chưa nè. Nãy giờ câu cá đẩu mới được con thứ hai. Sóng nó to quá khó câu. Nãy giờ thì câu cũng khá là nhiều thời gian đó. Mình nhường lại cái ghế cho cháu mình câu cho nó lên con cá cho nó vui lòng. Cái nãy giờ mình lên được hai con. Thì hoàn toàn nãy giờ thì một hai ba cái mồi lên xê cũng gần 11 giờ rồi nha bạn. Giờ mình sẽ đi kiếm củi để về nhóm bếp. Nấu ăn. Adu. Đây bạn mình mới lên được con cá rô siêu to khổng lồ các bạn. Bonsai. Ôi vô trùng ma ơi, con này nó to quá, kêu phải thả xuống cho nhỏ bớt, hôm nay mai mới quét lại quá. Mở lại hết. Chiều về thả. Cái bếp này là hôm bữa tới giờ là như không có ai nấu hết nha các bạn. Đây hôm trước bữa mấy cái ống cũng làm của mình chỉ mở đây nè. Bây giờ mình sẽ đi kiếm thêm ít củi nữa để cho có than để nướng. Ủa, trên đây cũng còn nhiều rác quá này. Rác người ta dục tưa lưa hột dừa. Phía dưới chỗ bãi câu thì ngay chỗ sát mép nước ấy, thì mình dọn hôm trước mớ rồi. Đây, như có cây thông nó bị người dân đốt hay sao, nó ngã này mày. Mình lấy này. Bộ thông nó rất là thơm. Nướng đồ ăn nó cũng thơm. A few moments later. Ở đây là một cái nhánh của cái cây thông này bạn. Cái gỗ thông mặt trưng của nó là cái răng của nó chạy hình vòng tròn các bạn. Chạy vòng tròn đều hết này. Chạy rất đều. Mà đặc biệt cái gỗ thông của nó là nó tỏa ra cái hương rất là thơm, mùi đặc trưng của thông. Với lại mình thấy nó cũng khá là chắc. Như lại mà sau mà sản xuất đồ mình cũng thích nó tại vì nó thẳng, nó ít cong vênh. Đặc biệt là gỗ thông rất là dễ cháy. Nếu mà mình không có cái trong tự nhiên mà mình không có cái gì để bắt lửa thì cái gỗ thông, cái nhựa của cái cây gỗ thông này mình nạo ra, mình nhiên lửa rất là. Đây, cho ba vào cái tê rồi dễ cháy cho vào trước. Ở đây mình thấy có một mớ rác này mà. Rác này sẵn với mình vừa gom rác để mình nhiên lửa, mình vừa mình gom rác để mình đốt luôn. Rác này tôi đây người ta tới người ta xả này, mình vừa gom với mình vừa có cái để nhiên lửa, vừa có cái để đốt, vừa đốt rác cho nó sạch luôn. Và mình cứ thứ ít gặp là mình quơ mấy đây rồi mình nhân lửa cho nó dễ cháy. Sẵn đây là
mình vừa gom đây mớ rác này, sẵn tiện là có rác tự nhiên và vừa đốt rác luôn cho nó sạch luôn. Trời khá gió. Kỹ rồi nha các bạn. Kỹ rồi. Nữa là khó bắt cây trên là khi một kia có gió nó bắt vô là tí nhanh lắm. Bây giờ mình chờ cho nó cháy hết cái ba cái rác rồi nó có tí than nữa là mình sẽ tiến hành nướng đồ ăn nha các bạn. Mình có mang theo mớ tôm này, tôm này hôm nay là tôm làm tôm nước mọi, mình đã xiên sẵn ở nhà này. Món chính ngày hôm nay nha bạn. Nướng với bạc. Bò đây là mình mua cái diêm. Diêm bò. Hôm nay mình ăn dỗ sẽ là món với có tôm, có thịt bò. Không biết ở mọi người ăn dỗ mình có kỹ không? Ăn câu như bọn mình đây, ăn câu ăn dỗ mình chỗ này đấy. Rồi cái món này mình gia gia bị sẵn ở nhà rồi. Món này thì đi thích hợp mình đi cắt lại rồi này kia, vì nó tiện nó nhanh. Cho miếng nước rồi, quên mình cho miếng nước cho nó đỡ khô, miếng nước này cho nó đỡ khô. Độ 2-3 lớp cho nó khỏi thoát ra nước với lại nó đảm bảo luôn. Với lại nó lên lửa, lửa mà có to quá nó cũng không bị cháy. Ok. Ok, chờ đi nướng thôi.
chạy lên thôi. Đây món tôm nướng mỡ của mình đây. Tôm này mà sáng lúc sẽ tới mà. Đây tướng tôm nướng mỡ của mình đây. Xíu là chín hết nè. Tôm nhanh chín. À con này chín nè. Ui xa, ngon quá, nhìn đói bụng quá. Ô, nhìn đói bụng ghê luôn á. Lần đầu tiên sâu mới được trước kia là của năm trước. Là năm nay, tính ra năm nay là lần đầu tiên trong năm nay là đi câu có bữa thịnh soạn như vậy nha. Cũng may là do nhờ có vỗ tổ nên mới có được bữa thịnh soạn như vậy. Chứ không là cũng ăn mấy món sơ sài mì gói này nọ kia thôi à, chứ không có được thịnh soạn như vậy đâu. Tất cả là nhờ ông cháu mình á, hôm nay được nghĩ nó tài trợ cho mấy món này nè. Bò mới nướng xíu là chín luôn rồi nha các bạn. Tôm giờ chín. Ở dưới cái đập này cũng có tôm nhưng mà nó thuộc dạng là tép chứ không phải là tôm. Hôm nay ướt động nên ít thấy nó quá. Cái đây phải nhiều nhiều lên cái mình bỏ dĩa bạc cái mình nướng. Hôm nay ok này. Sau đây là màn trục vớt bia đất đến từ thiếu thứ ba nha các bạn. Đây, anh ta đang xanh quần dính áo đây. 1, 2, 3 xuống đây. Trục vớt bia đất đây. Trời, không biết thằng Đức nào đã ném chai bia xuống này không biết. Ushike. Ở dưới cái chai này chai Coca này mình quay xuống đây để cho Lexer cho nó mát mát xíu để uống. Chứ ở đây không có xa tạp hóa lắm, không có đá để uống. Đây, mình sẽ ăn trước món tôm nha bạn. Uống bia đất, nhậu uống bia đất, nhậu mùi tôm. Mọi người nhé. Con mì à? Ngon quá. Con mì. Mua chấm hải sản nè. Thấu mình dạng. Như leo nha mọi người. Như leo.
Hôm nay là một ngày khá đặc biệt. Hôm nay là chính là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Thì không biết mọi người trên khắp Việt Nam của chúng ta là ăn giỗ như thế nào nha. Thế nhưng mình chúc cho tất cả mọi người có một ngày lễ vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, cũng như một ngày chơi lễ có thật nhiều ý nghĩa. Riêng anh em bọn mình thì chơi lễ thì cũng tiếp tục với chương trình câu cám thôi, nhưng mà lễ ngày hôm nay thì khác hơn, sẽ có một bữa ăn thịnh soạn được, coi như là ăn mừng ngày giỗ tổ. Thì sau đây chúc tất cả mọi người sức khỏe nha, cùng anh em bọn mình nâng lên ly bia Đức nào. 1 2 3 vô. 2 3 4. Trời, bỏ đây mát thiệt ạ. Ôi mời mọi người. Mời mọi người nha. Dối lắm thật sự. Không, cái suối nó mát hơn. Nó có suối không? Như suối nó mát. Nè. Ừ, người con tôm nha. Cái này là chén muối. Bánh bò này. Bò đương với bạc đấy. Mình nghe chén muối em ơi. Mình đang đi biết lấy đâu. Lấy cái ly ra. Rồi. Về lòng tiếng này đâu. Nãy giờ tao không để tao quay hao cái chân nó. Vừa ăn hơi cháy xíu, cháy cái thành này. Rau vàng xuống xuôi xuống 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 xuống. Cảm nghĩ đi bạn. Em mua quá, báo việc. Tao nhận cái tài nấu ăn của mình. Đỉnh của chóp. Đây, món bò đây. Bò hôm nay mình sẽ ăn kèm với bánh mì cho con nó no. Chỉ là khai vị thôi. Điều nó ở mấy cái miếng mà nó ở sát với bạc ấy, thì nó hơi bị xém xém cháy. Thì khô. Bên trong mình bỏ lâu quá. Không còn gì nữa bạn. Xuất sắc ha. Xuất sắc. Dạ vừa ăn. Rồi. Mời mọi người một miếng nha. Là hơi cứng chứ. Rồi, mọi người nha. Quá ngon nha mọi người. Làm chút bia Đức nữa, hết sảy. Vô. 2 3 vô. 2 3 uống. À,
Trời ơi, mì ngẹn ngẹn trong ướt đất nữa, đã. Xin tìm kho báu Trương Mỹ Lan nha. Yeah. Cùng nhau ra đại hải trình nào. Wow. Mình đã thấy gì đây? Một trái dưa hấu nước Bình Giang của Trương Mỹ Lan. Wow. Quá dữ. Wow. Bên trong chứa đựng nhiều bí ẩn đây. Nào, theo mình nào. Bên đây là mình sẽ mổ xẻ nó ra để mình tìm trong này có châu báu gì không nha. Nếu không có châu báu gì đó rồi. Wow. Wow. À, Trương Mỹ Lan để lại trái dưa hấu to chà bá, ruột đỏ, mỏng thịt trước. Dừa mới hái. Mời mọi người nha, tráng miệng. Chưa nén làm miếng dưa hấu này ngon quá. Nó vừa đã khác. Nó vừa cảm giác nó mát trong miệng á. Nãy giờ anh uống no say, bây giờ mình xong xuôi, giờ mình chính thức ra cần nha bạn. Hồi sáng chập rập quá, lớp con cháu mình dành nó câu để cho nó câu. Rồi phần mình đi lo đi nấu ăn này nọ kia thì cũng chưa có câu gì được gì nhiều. Thì sau khi ăn uống no say buổi trưa xong, bây giờ chính thức mình ra tay nha. Giờ con cháu mình nó mới cột giỏng cho nó ngủ rồi. Giờ nó hết làm phiền rồi, giờ tới mình câu thôi. Mấy cái cần lên sơ mình thả sáng giờ mình thấy mọi mấy lần mình chưa thấy động tĩnh gì hết. Im là câu phải ru. Ở đây mình vừa lên một em cá bị tai nạn này nha các bạn. Nó không ăn ngơ móc ở miệng mà nó móc ngay vô cái mang này. Vãi không? Đây. Một pha lên xích đu nha các bạn. Đây. Yeah.
Đây là pha sắp đôi đầu tiên trong ngày đây. Quá đã, quá đã. Đấy, một pha sắp đôi ngày đầu tiên trong ngày đây. Hôm qua mình mà hôm bữa mình mấy pha lận, hôm nay là pha đầu tiên này. Sáng tới đây giờ thì cũng trời đã bắt đầu chiều rồi nha các bạn. Tầm giờ này là hơn 5 giờ chiều rồi. Thì cuộc chơi nào cũng phải kết thúc, bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn. Thì video đến đây thì cũng quá dài rồi. Thì xin phép được kết thúc tại đây. Thì mong mọi người ủng hộ mình trong những video tiếp theo. Và nếu thấy video hay hãy cho một like và một đăng ký kênh. Thì buổi chiều nay mình câu được mớ... mớ cá đây. Buổi chiều mình mới cầu vô cây vô câu chứ còn buổi sáng mình câu được một hai con à. Còn bạn mình đây là con bên bên này. Cả hai chắc được mớ trophy nữa. Không nhiều bằng hôm trước. Nhưng mà cũng khá khá. Dự tính ngày hôm nay của anh em bọn mình là vác lấy cần máy ra câu lên xe để kiếm con chép con trắm mà thành quả là không như mong đợi nha. Móm mấy cần này móm toàn tập, chỉ có mấy cần tây lên mớ rô phi đây. Thì rô phi đây nè, mình thấy nó cũng bé quá. Hôm trước lấy rồi cả mớ mà cái không có ăn uống bao nhiêu hết, bỏ phí chết. Nó cũng phí tài nguyên thiên nhiên quá nên quyết định là mình thả lại nha các bạn. Thì hôm trước ấy mình câu đem giờ mớ cá rô phi hơn cả trăm con á, hai ký mấy luôn á. Thì thật sự ra mà nói thì không có ăn uống bao nhiêu hết, đỡ rồi nó lớp nó chết rồi lớp mình phải cho gà ăn này nọ kia thì thấy rất là lãng phí. Nên là mình quyết định là có con nào to to lấy về ăn, còn không nhỏ nhỏ như thế này là mình thả lại để có cái sân chơi sau này cho bọn mình và những anh em câu cá khác nữa. Chứ cứ mình câu cá kiểu này mình lấy triệt để lớn nhỏ gì mà lấy hết về cái gì sau này tài nguyên thiên nhiên cá mắm là nó càng ngày càng ngày càng kiệt, đâm ra cái là nó hết sân chơi. Nên mình quyết định là mình thả về. Đó, bữa trước mình thấy về cũng rất là lãng phí. Đi.
đi đi, không chịu đi bấy.